Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thong Luân Si Su Lít nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính lần đầu tiên sang thăm chính thức Lào trên cương vị người đứng đầu chính phủ Việt Nam, mang đến những tình cảm hiếu nghị ấm áp của nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó keo sơn, thủy chung trong sáng, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn và toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thong Luân Si Su Lít đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ hai nước trong việc tiếp tục đưa quan hệ hợp tác hai nước đi vào chiều sâu và đạt được hiệu quả thiết thực. Tin tưởng các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm Lào của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ là góp phần tích cực giúp hai bên thực hiện thành công chiến lược hợp tác Lào-Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Hiệp định về hợp tác song phương Lào-Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và các hiệp định thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được sang thăm đất nước Lào và gặp lại Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thong Luân Si Su Lít, người đồng chí, người bạn gắn bó thân thiết của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, coi đây là tài sản vô giá, có tầm quan trọng chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước. Hai bên nhất trí phối hợp triển khai tốt các thỏa thuận cấp cao, tiếp tục phát huy cao độ truyền thống hợp tác gắn bó, tin cậy giữa hai nước về chính trị, quốc phòng, an ninh, phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác giữa các ban của Đảng, bộ, ngành của chính phủ, các cơ quan quốc hội, mặt trận, các đoàn thể hai nước, tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, cùng hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả và kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.